Gần đây, có nhiều thông tin cho rằng Nga đang sử dụng mỗi máy bay không người lái cảm tử Shahed-238 tại Ukraine. Theo đó, Shahed-238 là phiên bản nâng cấp mới nhất của mẫu UAV Shahed-136 do Viện Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Iran Ashura phát triển. So với người tiền nhiệm, Shahed-238 có khả năng tự động điều hướng tới mục tiêu. Tính năng này giúp tăng tính linh hoạt khi vận hành của máy bay so với thao tác thủ công của người mẫu cũ, mở rộng phạm vi hoạt động của phương tiện và giảm nhu cầu về các trạm chuyển tiếp gần mục tiêu. Mặc dù đặc tính kỹ thuật chi tiết của Shahed-238 vẫn chưa được tiết lộ, song giới phân tích nhận định UAV này sẽ có tốc độ và trần bay lớn hơn so với phiên bản Shahed-136 nhờ được trang bị động cơ phản lực. Tuy nhiên, động cơ phản lực sẽ tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn so với động cơ piston, khiến tầm bay của Shahed-238 sẽ thấp hơn tầm bay của Shahed-136 nếu không được bổ sung khoang chứa dầu. Lượng nhiệt lớn tỏa ra từ động cơ cũng khiến UAV dễ bị phát hiện và bị phá hủy bởi vũ khí tầm nhiệt. Shahed-238 có ít nhất 3 phiên bản tích hợp các hệ thống dẫn đường khác nhau. Ngoài phiên bản cổ điển trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và GPS, Shahed-238 còn có biến thể sử dụng đầu dò quang hồng ngoại và radar. Phần thân của Shahed-238 được sơn màu đen, giúp UAV khó bị phát hiện hơn khi tác chiến ban đêm. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin nào xác nhận UAV này có sử dụng vật liệu hấp thụ sóng radar hay không. We'll be right back.